Đến thời điểm hiện nay thì thị xã Cửa Lò đang tập trung tốt nhất các điều kiện để chuẩn bị lễ hội du lịch Cửa Lò và năm du lịch Cửa Lò 2022. Thứ nhất là tập trung công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò đối với du khách trong nước và quốc tế. Thứ hai là tập trung chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường, rồi tuyên truyền trực quan. Thứ ba là xây dựng các cái điểm đến du lịch, nhất là điểm đến ở làng nghề Nghi Thủy, các điểm đến về du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm. Rồi tập trung xây dựng các cái sản phẩm du lịch để phục vụ du khách, rồi xây dựng các cái chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội xuyên suốt cả từ 8 tháng 4 đến 30 tháng 4 và xuyên suốt cả năm du lịch 2022.